Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ thì mỗi cuối tuần chúng ta vẫn có chương trình đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề. Có thể đó là vấn đề thời sự, có thể đó là vấn đề quý vị quan tâm trên mạng xã hội, và cũng có thể nó là câu chuyện quá khứ lịch sử. Đó là chủ đích của chương trình đặc biệt mỗi cuối tuần của chúng ta. Cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều. Và quý vị, trong ngày hôm qua tôi có loan tin là chính thức bên công tố viên đặc biệt là ông David West đã đệ đơn, và văn phòng của ông đã đệ đơn tại California, Los Angeles, là sẽ truy tố con trai của ông Joe Biden là Hunter Biden 9 tội danh, trong đó gồm có 3 tội felony và 6 tội misdemeanor. Felony là trọng hình, tức là trọng tội, và misdemeanor tức là tội tiểu hình, thì tổng cộng là 9 tội. Thì trong 9 tội này, ông ta đã bắt đầu chính thức bị truy tố, và trong đó liên quan tới cái hồ sơ thuế của ông ta, tổng cộng là ông ta thiếu tiền thuế lên tới 1,4 triệu, tức là 1.4 triệu Mỹ Kim. Đây là cái con số mà chúng ta biết được từ phía cái bản cáo trạng của phía Bộ Tư pháp đưa ra. Tuy nhiên thì trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay thì có hai phần. Phần thứ nhất là vụ án này sẽ đi tới đâu, và nếu như bị kết tội thì ông ta sẽ bị bao nhiêu năm tù và ảnh hưởng như thế nào. Và thứ hai, nó cũng là một lời cảnh báo cho tất cả những người đang làm thương mại, đặc biệt là công ty. Quý vị phải cẩn thận trong việc mà gọi là khai báo về tất cả những cái chi phí của quý vị trong cái việc mà vận hành công ty. Bởi vì trường hợp của Hunter Biden thì nó lại có những cái vấn đề khá đặc biệt quý vị. Trong đó ông ta đem tất cả những cái tiêu xài cá nhân để khấu trừ vào trong cái công ty của ông ta là Owasco FPC, là cái công ty mà đã nhận tiền rất nhiều của Trung Quốc đó. Thì quý vị, chúng ta sẽ chia làm hai phần để hiểu hơn về vấn đề này. Đầu tiên hết là một trong những chuyên gia pháp lý cảnh báo là Hunter Biden có thể sẽ có cơ hội ở tù nếu bị kết tội trong cái cáo trạng mới nhất. Đây là cái bản của đài truyền hình Fox News. Trong đó thì chuyên gia pháp lý cảnh báo Hunter Biden có thể đối diện với án tù nếu như mà bị kết tội trong cái truy tố về tội hình sự. Trong đó thì người này là giáo sư trường đại học luật George Washington University là ông Jonathan Tully, nói với đài truyền hình Fox News là Hunter Biden có thể sẽ đối diện với án tù nếu anh ta bị kết trong 3 tội felony về thuế. Và trong đó, sau khi mà ông công tố viên đặc biệt David West ở California đã đệ đơn ở California vào ngày thứ Năm, và ông Tully cho biết ông West đã nhắc lại việc mà indictment, tức là cáo trạng với ông Hunter Biden, là có 4 năm nỗ lực để mà đưa ra cái tình trạng ông này ra trước công lý, và trong đó rất là khó biết được công tố viên sẽ sử dụng trường hợp này như thế nào và có tìm kiếm cái án tù hay không. Tuy nhiên thì trên hết thì việc tội trốn thuế nếu mà quay từ năm 2016 thì rất khó cho tòa gọi là xóa bỏ cái án này. Đây được xem là một trong những cái ý kiến của ông Jonathan Tully. Ông là giáo sư trường luật của nổi tiếng Hoa Kỳ. Ở Hoa Kỳ quý vị, một trong những trường đại học chuyên về luật nổi tiếng là George Washington University, hay chúng ta còn gọi là còn có một cái trường gọi là Georgetown University. Đây là những cái trường chuyên về môn luật. Và bên cạnh đại học Yale, tức là Yale University, hay là Harvard University, thì quý vị, những trường đại học này chuyên nổi tiếng về ngành luật, tức là những giáo sư mà tốt nghề dạy giảng dạy ở trường này thì là những nơi được xem là những cái trường luật danh tiếng nhất của Hoa Kỳ. Chúng ta có một người Việt tốt nghiệp và đang là giáo sư của trường Georgetown University, đó là giáo sư Đinh Việt, thì từng là phụ tá bộ trưởng tư pháp John Ashcroft trong thời của ông Bush. Thì Đinh Việt là người đã viết ra cái đạo luật Patriot sau cái vụ khủng bố 9/11. Thì anh Đinh Việt là giáo sư của trường Georgetown. Georgetown được xem là một trong những trường luật nổi tiếng. Thì quý vị, sở dĩ tôi nhấn mạnh cái vấn đề này là những người này là những chuyên gia về luật pháp.
họ nắm rất rành về luật luật và tất cả những cái luật, kể cả luật về chính trị, luật hình sự, luật bản quyền vân vân, họ nắm rất rành. Ok quý vị, đây là cái lời phỏng vấn của ông với đài truyền hình Fox News. Tuy nhiên ở đây tôi nhấn mạnh hai điều. Thứ nhất là ba trọng tội này có vẻ Hunter Biden không tránh được rồi. Sáu tội misdemeanor có thể sẽ được loại trừ. Nhưng trong ba tội này thì ít nhất ông ta phải nhận một tội. Trong ba cái tội mà ông ta bị cáo buộc trốn thuế từ năm 2016 cho tới năm 2019, mỗi năm một tội. Ok quý vị, và ông ta ít nhất là phải một cho tới hai tội. Thì quý vị, tội trốn thuế theo nguyên tắc thì ông này phạm tới hai tội lận. Trốn thuế cá nhân thì tiền phạt lên tới 250.000 Mỹ Kim và án tù tối đa là 5 năm cho một tội. Còn nếu như là corporation, tức là một công ty, thì mức tiền phạt là 500.000 Mỹ Kim và án tù cũng là tối đa 5 năm cho một tội. Thì quý vị, 3 tội cộng lại 15 năm. 3 tội này cộng lại 15 năm và nếu maximum hết là 17 năm, như quý vị thấy là ông ta sẽ đối diện với 17 năm tù nếu bị kết án toàn bộ 3 tội danh này. Vấn đề ở chỗ là ông ta sẽ chống án tới cùng để bị kết tội maximum, hay là ông ta sẽ thỏa hiệp nhận một tội, hai tội nào đó để đổi lại, cái án nhẹ hơn thì chúng ta chưa biết. Tuy nhiên nếu mà đặt ở trường hợp thứ nhất mà ông ta chống tới cùng, tức là luật sư của ông ta đi tới tận cùng của vấn đề, thì nếu bị kết tội, ông ta sẽ bị kết án tối đa. Đây là cái quy tắc của quan tòa và của công tố viên. Khi mà quý vị che ra mặt chống lại công tố viên tới cùng thì công tố viên sẽ đề nghị mức án cao nhất dành cho quý vị. Khi mà đệ trình lên tòa, sau khi bị kết tội, sau khi bị kết án và bị kết tội và bắt đầu đưa ra bản án, thì khi kết án thì sẽ là maximum. Nếu quý vị chống lại cái bản cáo trạng của công tố viên cho tới tận cùng. Còn nếu như giữa đường quý vị cảm thấy rằng không thoát được tội thì có thể thỏa hiệp với công tố viên. Vấn đề này là do đàm phán giữa phía luật sư của quý vị với công tố viên. Thì vấn đề là sẽ ở cái mức nào là vừa phải và quan tòa có đồng ý hay không. Vụ này tôi đã nói hôm trước rồi và tôi nói rất là trúng, quý vị thấy là quan tòa đã bác bỏ cái vụ thỏa hiệp. Quý vị còn nhớ hồi mùa hè, công tố viên đã thỏa hiệp với lại Hunter Biden cho ông ta nhận một cái tội misdemeanor về trốn thuế, tức là không cần ở tù. Thì quý vị, tôi đã nói trước là quan tòa sẽ bác bỏ. Bởi vì nếu quan tòa quyết định cái thỏa hiệp đó thì có nghĩa là bà sẽ tạo tiền lệ. Bà sẽ tạo tiền lệ cho những vụ án trước đó và sau đó, có thể sẽ gây ảnh hưởng tới cả triệu người. Họ sẽ khởi kiện nếu như họ bị giống như trường hợp của Hunter Biden. Nếu Hunter Biden nhận misdemeanor, do đó quan tòa quyết định hủy bỏ cái bản thỏa thuận này. Hủy bỏ cái bản thỏa thuận này. Và bây giờ thì phía của công tố viện đã bắt đầu lập thủ tục cáo trạng chính tội danh. Thì quý vị, bây giờ tôi đặt trường hợp thứ nhất là không xảy ra. Mà tôi nghĩ rằng luật sư của Hunter Biden sẽ chọn giải pháp thứ hai, làm cách nào thỏa hiệp với công tố viên để giảm án cho Hunter Biden. Bây giờ maximum là 17 năm. Vậy thì cái negotiate, cái đàm phán này sẽ ở cái mức nào? Thì quý vị, công tố viên thì họ chỉ cần cho Hunter Biden nhận tội. Còn kết án bao nhiêu năm họ chả quan tâm. Nói thẳng luôn, họ chả quan tâm là kết án bao nhiêu năm tù. Họ chỉ biết là cái công việc của họ là buộc tội được người ta thôi. Còn vấn đề kết tội thì họ có thể châm trước. Họ có thể đệ trình cái bản tòa, cái tội danh nhẹ hơn, giảm đi một hai cái để đệ trình quan tòa. Tuy nhiên, quyền quyết định giống như tôi nói vẫn nằm ở quan tòa. Quan tòa có đồng ý cái thỏa thuận này hay không? Tại vì quan tòa cũng sẽ cân nhắc mỗi quyết định của họ sẽ là một cái tiền lệ. Mỗi quyết định của họ nếu dựa trên sự thỏa hiệp của văn phòng công tố viên và luật sư của Hunter Biden. Tôi lấy ví dụ, bây giờ cho ông ta ở tù 10 tháng cho một tội trọng hình. 10 tháng mà thôi. Rồi sau đó ông ta bị quản chế 3 năm hay 5 năm gì đó, hay 2 năm gì đó. Tương tự như trường hợp của bà Martha. Quý vị còn nhớ trước đây bà Martha là một tài phiệt truyền thông. Bà có những cái chương trình truyền hình rất nổi tiếng. Và bà đã bị kết tội năm 2004. Bà bị kết án 5 tháng tù.
5 tháng tù và sau đó thì bà bị quản chế hết 2 năm. Bà bị cấm 5 năm không được can dự vào bất kỳ một cái vai trò của bất kỳ một công ty nào. Đó là cái án lệnh của tòa án. Khi mà bà thỏa hiệp nhận tội và liên quan tới vấn đề mà bà ta đã lén lút bán chứng khoán với thông tin nội bộ cộng với tội trốn thuế thì bà ta nhận cái tội nhẹ nhất và bị 5 tháng tù. Rồi sau đó thì 2 năm quản chế và đồng thời bà bị cấm trong vòng 5 năm không được giữ bất kỳ một vai trò ở bất kỳ một công ty nào. Thì đó là cái bản án dành cho bà Martha. Bà Martha Stewart. Nếu quý vị còn nhớ bà có những cuốn sách về dạy cho cái cách trang trí nhà cửa, vườn tược vân vân đó, thì bây giờ bà có rất nhiều những cái chương trình truyền hình. Thì bây giờ bà trở lại cuộc sống bình thường. Thì quý vị, bà là người đã thỏa hiệp để mà nhận tội và bà chỉ ở tù có 5 tháng thôi. Thì bây giờ tôi assume là phía công tố viện và Hunter Biden, luật sư của ông ta, sẽ thỏa hiệp ít nhất là từ 5 tháng cho tới 12 tháng tù là tối đa. Thì quý vị, nếu như mà Hunter và công tố viên thỏa hiệp ở mức này, tức là Hunter ở tù vài tháng, rồi ra tù, sau đó bị quản chế, rồi sẽ bị cấm giống như trường hợp của bà, ví dụ như cấm ông ta làm ăn, cấm ông ta làm bất cứ một cái điều gì đó liên quan tới cái tội danh của ông ta. Thì tôi lấy trường hợp của bà Martha Stewart là một cái thí dụ điển hình. Thì quý vị, nếu quan tòa đưa ra cái phán quyết này, thì sẽ tạo ra một cái tiền lệ. Mà cái tiền lệ này nó cũng sẽ ảnh hưởng tất cả những cái hàng triệu. Và theo cái bản báo cáo của sở thuế, Sau Covid 94.1% bị tội liên quan tới thuế là dân ở Hoa Kỳ. Trong đó cộng đồng Latino, cộng đồng Mỹ Trắng, cộng đồng da đen là bị lên tới 64%. Bản báo cáo mới nhất về tội gọi là Tax evasion, tức là trốn thuế đó. Và trong đó thì họ có những con số rất cao, nhất là sau đại dịch. Con số này lên tới 70%. 70% nhiều người đã trễ nải và có thể bị truy tố tội gọi là trốn thuế, hoặc là không đóng thuế, hoặc là né thuế vân vân, gian lận thuế vân vân. Thì quý vị, đây là cái con số mà chúng ta biết được từ phía sở thuế cung cấp IRS. Như vậy, và tổng số tiền thiệt hại mà thuế đã không thâu được 90 tỷ Mỹ Kim. 90 tỷ Mỹ Kim họ không thâu thuế được. Thì quý vị, căn cứ cho những con số này, thì tôi có thể nói với quý vị là cái quyết định của quan tòa khi mà đưa ra cái bản án đối với lại Hunter Biden có thể sẽ ảnh hưởng hàng triệu người khác. Tại vì có những người sẽ bị kết án vài ba năm tù. Có những người bị kết án tối đa là 5 năm tù cho một tội. Nếu họ chống tới cùng, thì cuối cùng họ nhận cái hậu quả bị thua kiện, thì bắt buộc họ sẽ bị maximum. Còn nếu như họ thỏa hiệp giữa đường, thì họ có thể trả giá được vài năm. Thì bây giờ quý vị, nếu mà bản án maximum cho ba tội này là 17 năm tù, mà phía công tố viên đưa ra từ 5 tháng cho tới 12 tháng tù, tôi nghĩ rằng là phía công tố viên họ không care. Họ sẵn sàng, ok, miễn ở tù là được. Miễn ở tù là được, dù ở tù một ngày. Vấn đề đối với họ quan trọng là bị kết tội, chứ không phải là bản án dài bao lâu. Bị kết tội vì thật sự quý vị, vụ án này không có nạn nhân. Thường thường á, đối với những vụ án hình sự, dưới áp lực của nạn nhân, gia đình của nạn nhân, thì công tố viên sẽ đi maximum án tù. Nếu hung thủ hay là tội phạm đó đã bị kết tội, thì họ muốn có một câu trả lời do cho gia đình của những nạn nhân, thì họ sẽ đi hết maximum luôn. Hoặc là ít nhất là cái án tù vừa đủ để mà giải tỏa cái nỗi ức ức của gia đình của những nạn nhân cướp bóc hay là giết người, sát nhân, tấn công tình dục gì đó, thì công tố viên sẽ đi hết. Tuy nhiên với những cái tội về kinh tế thì nó mang tính chất răng đe đối với những cơ sở thương mại và răng đe đối với những cá nhân. Do đó thì bên công tố viên họ không có quan tâm nhiều là cái án tù bao nhiêu năm. Họ chỉ cần kết tội thôi. Chỉ cần là phạm luật là phải bị kết tội và ở tù. Còn ở bao nhiêu lâu họ kè. Do đó tôi nghĩ rằng phía công tố viên họ sẽ đi theo cái hướng này. Thì quý vị, nếu đi theo cái hướng này thì nó sẽ dẫn tới một cái dư luận lớn. Một cái dư luận lớn khi mà con trai của đương kim tổng thống tội thuế chỉ bị có vài tháng tù.
tội thuế chỉ có vài tháng tù thôi. Và nó sẽ dấy lên một cái cuộc gọi là chỉ trích rất lớn. Một cái cuộc chỉ trích rất lớn. Mặc dù nếu mà đứng ở góc pháp lý mà chúng ta đối chiếu những cái vụ án mà liên quan tới trốn thuế, thì mức trung bình mà sở thuế đưa ra, cái mức trung bình tức là average là 16 tháng. Mức trung bình trên toàn quốc cho những người bị kết tội và bị kết án trốn thuế đó, thì có những người bị nhiều năm tù, có những người bị vài tháng, thì họ đưa ra cái mức trung bình là 16 tháng tù. Thì quý vị, đây sẽ là một cái đề tài tranh cãi gay gắt. Thì tôi đứng trên cái góc cạnh của pháp lý, thì dựa trên những cái vụ án trước đó mà tôi có nghiên cứu, đặc biệt là trường hợp của bà Martha Stewart, là một cái tên tuổi rất lớn và là một cái tên tuổi ảnh hưởng trong công chúng, thì bà bị 5 tháng tù. Thì quý vị, đây là cái điều mà tôi nhìn thấy được. Và đối với Hunter Biden thì cái tội trốn thuế này khá lớn, bởi vì bà Martha Stewart, bà đã bị phạt vạ 30.000 Mỹ Kim cho tội trốn thuế và có những hành động được là dối trá với lại cơ quan SEC, tức là cơ quan giám sát thị trường chứng khoán. Nhưng mà Hunter Biden thì lại không nộp thuế lên tới 1.400.000. Do đó, đối với con số 1.400.000 này là một cái tài sản cả một đời người làm việc ở đây, nếu là một công dân bình thường. Thì 1.4 triệu Mỹ Kim là tài sản cả một đời của một người. Mà bây giờ ông ta trốn thuế như vậy, thì nếu như mà phía công tố viện mà không có tính chất răn đe, thì có nghĩa là những con em, những con cái của những quan chức, của những dân biểu có thể sẽ được châm chức tương tự như vậy. Do đó, tôi không nghĩ là phía công tố viên có thể nhận án tù từ 5 tháng cho tới 12 tháng. Có thể họ đòi án tù từ 16 cho tới 24 tháng là mức tối đa. Tức là từ 16 tháng cho tới 24 tháng tù. Đây là cái nhận định của tôi, cá nhân chủ quan thôi quý vị. Tuy nhiên thì điều này cho thấy rằng là luật pháp Hoa Kỳ có nhiều sự châm chước. Có nhiều sự châm chước trong đó. Do đó, tới bây giờ chúng ta sẽ không biết. Bởi vì theo cái quan điểm của tôi, và tôi nhìn cái vụ án của Hunter Biden, tôi biết là David West chỉ cần kết tội, ông ta không cần biết bản án bao nhiêu năm. Ông ta sẵn sàng thỏa hiệp cho cái bản án nhẹ nhất. Ông ta chỉ cần Hunter Biden bị kết tội mà thôi. Đây là cái mục tiêu của ông ta và cái chỗ đứng của ông ta. Tuy nhiên, những nhân viên sở thuế ở dưới thì chưa chắc. Những người đã ra điều trần trước quốc hội. Tại vì họ đã bị oan trong suốt 4 năm, lúc mà họ mở cuộc điều tra nhắm vào Hunter Biden. Họ đã bị bức hại, họ đã bị phân biệt đối xử ở ngay trong sở làm của họ. Thì họ sẽ bất đồng. Họ sẽ bất đồng trong cái bản án này. Nếu như Hunter Biden nhận cái án quá nhẹ. Do đó, câu kết luận của tôi là quý vị sẽ quan tâm tới án tù. Và tôi chắc chắn là Hunter Biden sẽ phải ở tù. Nhưng thời gian ở tù thì nobody know. Không ai biết. Là bởi vì giống như tôi nói, công tố viên David West chỉ cần kết tội, ông ta không quan tâm tới bản án. Đó là cái điều mà tôi phân tích cho quý vị thấy. Tuy nhiên, từ cái khía cạnh vụ án của Hunter Biden, tôi bước qua cái chapter thứ hai. Trong cái hồ sơ mà cáo trạng ở tại Los Angeles, trong đó có đài truyền hình Fox có đăng 5 điểm mà Hunter Biden đã nhập nhằng trong cái tiêu xài cá nhân, và ông ta cộng cái tiêu xài cá nhân đó vào trong khấu trừ ở trong cái hồ sơ thuế của công ty ông ta là Owasco. Nó cái công ty đó là Owasco PC, công ty mà ông ta lập ra và nhận tiền từ công ty Houston West Tree đó. Và Houston West Tree thì chuyển cho Owasco cả mấy trăm ngàn Mỹ Kim. Và Houston West Tree là công ty mà ông Hunter Biden lập ra với đối tác Trung Quốc mà nhận 5 triệu Mỹ Kim đó quý vị. Thì bây giờ tôi nói quý vị, là cái điều này tôi cũng lưu ý nhiều người đang làm thương mại. Có những chi phí có bị claim được. Và có những chi phí nó thuộc về tiêu xài cá nhân. Chúng ta không thể claim được. Chúng ta có thể nhét vô, sở thuế không nhìn tới. Nhưng khi mà họ audit tới, thì chúng ta không khác gì Hunter Biden cả. Trong đó quý vị, Hunter Biden chi tiền rất nhiều cho trong cái bà hồ sơ đó thì công tố viên nói rất nhiều cho thứ nhất là vấn đề drug, tức là ma túy. Thứ hai là stripper, tức là gái vũ thoát y, tức là gái ở chuồng á, mua chuồng ở chuồng đó, gọi là thoát y đó. Và thứ ba là ông ta đã mướn những cái escort đi chung với ông ta để cung cấp tình dục cho ông ta. Thì và lãng mạn,
Cái này thì cái dịch vụ này thì chỉ có California và ở New York nhiều. Dạo trước thì rất là nhiều. Nó là một cái hình thức mãi dâm trá hình. Nó là cái hình thức mãi dâm trá hình. Nhưng mà nó dùng chữ escort. Nếu mà quý vị nhớ cách đây khoảng 10 năm, tôi nhớ không lầm, thì ở tại California trên cái tờ gọi là OC Weekly á, tờ báo lá cải ở dưới quận Cam đó, tờ này là tờ tuần báo rất nổi tiếng. Thì tờ OC Weekly này mà quý vị mở cái trang quảng cáo phía sau của họ ra mà rao vặt đó, là quý vị thấy á, tràn ngập vài trang, cứ mỗi một ô ngắn như vậy là một 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 phần quảng cáo mà vài trang đề chữ escort, chụp hình những cô gái rất đẹp khoe ngực khoe mông. Thì họ dùng chữ escort tức là cái người mà tháp tùng, quý vị đi dự một cái bữa tiệc nào đó với những nhân vật thượng lưu, quý vị muốn có một bóng hồng đi chung với quý vị trong cái bữa tiệc đó, trên nguyên tắc cái nghề escort đó là như vậy, thì có những cô gái cung cấp dịch vụ này, tức là họ sẽ đi dự tiệc với quý vị, họ đóng vai trò là một cái người tình của quý vị, một người bạn, một partner của quý vị để dự một bữa tiệc của một cái khối thượng lưu nào đó. Thì cái nghề này ở New York rất thịnh hành. Tại vì ở New York là cái nơi mà thường xuyên có những cái tiệc tùng của những giới có tiếng tăm ở trong xã hội mà. Thì cái nghề escort trên quy tắc nó là như vậy. Nhưng mà trên thực tế, nó là nghề mãi dâm trá hình. Nó đội lốt cái chữ escort, tức là đi tháp tùng, làm partner. Thì Hunter Biden đã chi rất nhiều tiền cho những cái trò này. Và đặc biệt là ông ta đã đóng tiền vào trong một cái câu lạc bộ tình dục gọi là sex club. Lấy cái tên là golf membership, nhưng mà thật sự nó là cái sex club. Và tôi nhớ trước đây không lâu, ông chủ của cái sex club, tức là cái câu lạc bộ tình dục ở dưới Lord, đã lên tiếng và chê trách con người của Joe Biden là con người ăn chơi không vô đó, là một kẻ khốn nạn đó. Thì quý vị, Hunter Biden đã chi tiền rất nhiều cho những cái hoạt động cá nhân. Bên cạnh đó, anh ta khi mà ở những khách sạn luxury, anh ta thuê những cái nhà mắc tiền, anh ta thuê những chiếc xe mắc tiền, sử dụng những xe mắc tiền để di chuyển. Tất cả những cái này mà anh ta đi cho cái tính cách gọi là cá nhân chứ không phải là business. Anh ta claim vào trong cái business, tức là cái hồ sơ thuế của công ty. Thì quý vị, những chi phí này sở thuế moi ra. Những chi phí này sở thuế moi ra. Do đó quý vị, khi mà quý vị khai thuế mà quý vị mà claim những cái này vào thì bình thường sở thuế họ không ngó tới đâu. Họ căn cứ trên những cái chi phí quý vị rồi họ đồng ý thôi. Nhưng khi họ audit tới, tức là khi mà họ kiểm tra tới, thì chúng ta sẽ có vấn đề ngay. Do đó, từ cái vụ án của Hunter Biden là quý vị nên nhớ, bây giờ thì tại vì ngày xưa đó quý vị khai thuế, ví dụ như tôi đi, ngày xưa khai thuế, mỗi lần mua cái gì, tôi phải giữ lại cái receipt để tôi khai thuế. Bây giờ thì không cần, tại vì bây giờ mình không có đi mua ở ngoài đường nhiều, mà thông thường là mình mua online nhiều, thì mình muốn có receipt, mình lên cái account của mình ở Amazon, ở Best Buy, ở BH, mình download cái receipt xuống thôi, nếu mình mua hàng. Ok, đó là cách thứ nhất, là mình không có cần phải giữ lại cái receipt, một đống receipt này đưa cho cái người accounting là họ đi cái luôn. Ok, đó là cái cách thứ nhất. Cái cách thứ hai là mình đưa luôn những cái bản statement của credit card, debit card. Và nếu mình có ký check thì note ở trong cái check đó copy đưa cho họ. Còn không thôi cứ đưa cái bản statement cho họ. Thì cái bản statement đó, quý vị xài credit card, quý vị xài cái gì, nó có hết tất cả ở trong đó. Thì cái người mà làm accounting chuẩn bị, họ chỉ cần ra những con số, họ thấy những cái chi phí đó, cái nào họ claim được, cái nào họ không claim được. Thì bây giờ nó đỡ hơn ngày xưa. Ngày xưa là chúng ta phải giữ một đống receipt, tức là những cái hóa đơn đi ăn, đãi đối tác của mình đi ăn thì cũng giữ hóa đơn, đổ xăng cũng phải giữ hóa đơn, rồi trả tiền thuê xe cũng phải giữ hóa đơn. Thì bây giờ không cần nữa. Bây giờ mình không cần phải giữ những hóa đơn này nữa, tại vì tất cả nó nằm trong cái statement của cái credit card hay là cái ATM hay là trong cái statement ngân hàng của quý vị. Thì quý vị, nó nằm ở trong đó hết rồi. Chúng ta chỉ đưa 12 tháng bank statement cho cái người accounting là đủ rồi. Tại vì chúng ta đâu có xài tiền mặt. Hầu hết chúng ta xài bằng thẻ hoặc ký bằng check. Mà thường thường ký check là chỉ trả lương cho nhân viên thôi. Hay là trả lương, hay là mua hàng,
cho những công ty đối tác của mình ký check, mình trả lương thôi. Còn thường thường là đi mua sắm hay tất cả mọi thứ là chúng ta dùng cái debit card hay là cái credit card nhiều hơn. Do đó thì nó tiện cho cái người accounting. Họ không cần phải đi kiếm receipt gì cả. Họ chỉ căn cứ trên cái bank statement đó, và cái statement đó họ trừ ra được cho mình. Thì quý vị nhớ lưu ý những cái tiêu xài cá nhân quý vị phải nói cho cái người accounting biết. Ồ, cái này người accounting nói, cái thẻ này anh vừa xài cho cả business, anh vừa xài cho cá nhân, tôi không biết cái nào là của cá nhân, cái nào là của business. Nhiều khi đi ăn với bạn bè, mình trả bằng cái thẻ credit card đó. Rồi nhiều khi mình mời đối tác làm ăn đi ăn, thì mình cũng trả bằng cái thẻ credit card đó. Thì mình phải có nhiệm vụ thông báo cho cái người accounting biết cái nào là đi ăn với bạn bè và cái nào là đi ăn với đối tác. Tại vì hai cái khác nhau. Đi ăn với bạn bè không được khấu trừ thuế, nhưng đi ăn với đối tác làm ăn về nhu cầu công việc, quý vị có quyền trừ thuế. Quý vị có quyền khấu trừ thuế số tiền này. Do đó, khi mà đưa cái hồ sơ đó cho phía của sở thuế, quý vị sẽ phải cẩn thận. Nếu không họ audit tới là quý vị sẽ bị phiền. Và nếu mà chống lại sở thuế, họ lập hồ sơ truy tố mình là mình kẹt lắm. Quý vị, câu chuyện này sở dĩ tôi kể ra là chính tôi đã bị sở thuế audit năm 2020. Chính bản thân tôi, hồ sơ đã xong rồi đó. Mà khi mà tôi về Hilton, họ tới họ nói, ủa, tại sao ông chỉ là một YouTuber, ông có một cái công ty trucking như vậy mà ông đề ở trong cái năm 2020, ông trả ra tiền lương cho nhân viên tới nửa triệu đô la. Rồi ông nói rằng là ông trả cho cái tiền mà gọi là office supply tới 100 mấy chục ngàn. Thì tại vì cái người khai thuế của tôi lại không ghi rõ cái phần đó là gọi là equipment, tức là dụng cụ, mà họ chỉ đề là office supply thôi. Office supply là giấy tờ, bút, rồi giấy in, máy in này nọ thôi. Thì nó gọi là office supply. Còn tôi mua là tôi mua dụng cụ thu hình cho cái Phượng Mai Official. Từ âm thanh, ánh sáng cho tới camera. Rồi tiền xây dựng chi phí đó. Thì nó tới 100 mấy ngàn. Nhưng mà lúc đó sở thuế họ không có nhìn thấy được những cái đó. Họ tới họ đấy. Và tôi mời họ tới cái studio của Phượng Mai. Tôi cho họ thấy tất cả những cái món đồ tôi mua. Và tôi mở trang web lên luôn. Ví dụ cái camera hay là một cái tripod, tôi mở lên tôi chỉ cái hiệu và tôi mở lên tôi cho thấy cái giá tôi mua bao nhiêu. Và thứ hai là tôi cho thấy cái 1099 mà tôi ký ra cho nhân viên của tôi. Thì quý vị, khi mà mình trình bày như vậy đủ thì cuối cùng sở thuế họ thấy là mình có đầy đủ những bằng chứng đó, họ ok với tôi. Họ ok với tôi. Nhưng mà quý vị, nếu quý vị khai mà không cẩn thận, nhất là những người mà trong cái mùa đại dịch vừa rồi mà quý vị mà lem nhem trong vấn đề thuế, nhất là cái tiền mà quý vị có được PPP mà quý vị xài bậy, đi tù ráng chịu. Tại vì cái tiền PPP mà chính phủ tài trợ cho quý vị là để sử dụng trong vấn đề business. Tức là để sử dụng trong cái vấn đề trả lương cho nhân viên, trả tiền thuê mướn mặt bằng hay những cái chi phí về business. Hoặc là mở rộng cái business. Còn nếu quý vị cầm cái số tiền mấy trăm ngàn đó, quý vị đi mua nhà, quý vị dính đạn, quý vị tiêu xài cá nhân, đi Las Vegas chơi, đi mua sắm, quý vị sẽ bị sở thuế họ dí ngay. Đây là những cái mà tôi nói là từ câu chuyện của Hunter Biden. Sẵn tôi nói luôn cái câu chuyện này, nhiều người trong cộng đồng Việt Nam bây giờ đang đối diện với cái hậu quả. Là bởi vì cái thời gian mà đại dịch, thì lúc đó chính phủ có hai cái chương trình. Thứ nhất là tài trợ cho những người mà đi làm 2.000 Mỹ Kim, 1.200 Mỹ Kim gì đó thì không sao. Nhưng những người làm business, có người nhận vài chục ngàn Mỹ Kim, có người nhận tới mấy trăm ngàn Mỹ Kim trong cái tiền gọi là SBA. Tức là bên phía cái ngân hàng nó cho mình vay, trên nguyên tắc là mình vay, nhưng mà vay với sự ân xá, tức là được ân xá, không có bị trả nợ, để dùng tiền đó trả cho nhân viên, trả tiền mặt thuê mướn này nọ đó. Thì có nhiều người sử dụng tiền đó đi chơi, đi du lịch, rồi sử dụng tiền đó mua nhà, mua đồ hiệu. Thì quý vị sẽ bị giống như Hunter Biden. Quý vị sẽ bị giống như Hunter Biden. Tức là những chi phải xài cá nhân đó mà quý vị claim vào trong cái hồ sơ và cái tiền mà tài trợ của chính phủ, là lúc đó quý vị sẽ đối diện với cái hậu quả rất lớn. Vừa phải ói tiền lại hết, cộng thêm tiền phạt, tiền lời,
và còn bị truy tố vào tù nữa. Do đó, những quý vị nào mà trong 3 năm qua từ hàng 2021, 20, 21, 22 mà quý vị mà có những cái này, quý vị phải lo trước cho quý vị. Nếu như không, quý vị sở thuế sẽ không tha quý vị đâu. Và khi mà họ mở hồ sơ điều tra tới là quý vị kẹt. Lúc đó tôi nhớ, quý vị còn nhớ cái studio mà tôi mở ra không? Năm 2020 không? Thì lúc đó số tiền đó là tôi có được 75.000 của PPP của chính phủ. Tôi đổ vô, tôi xây hết nguyên cái studio. Và tôi mướn nhân viên làm việc. Cộng thêm cái tiền túi mình bỏ ra hết 100 mấy ngàn nữa. Để mà mua tất cả máy móc dụng cụ cho Phượng Mai Official. Thì tất cả những chi phí đó tôi xài trong business. Thì tôi không bị gì cả. Cho nên là hồ sơ thuế tôi nó sạch. Nhưng nếu quý vị mà lem nhem lấy cái tiền đó mà xài cá nhân, quý vị sẽ lãnh đạt. Thì sẵn cái câu chuyện của Hunter Biden, tôi nhắc nhở với cộng đồng Việt Nam, đặc biệt là những người trong cộng đồng Việt Nam, nhất là những người tiệm neo, nhà hàng, là thời điểm đó họ nhận rất nhiều tiền của chính phủ qua cái chương trình PPP. Thì quý vị sẽ phải đối diện với hậu quả nếu như xài bậy cái đồng tiền này. Ok quý vị, nhân cái dịp mà cái vụ án của Hunter Biden, tôi làm một cái bài phân tích về cái việc mà thương thảo giữa luật sư Hunter Biden và phía của công tố viện để điều đình bản án. Ở tù thì chắc rồi đó, nhưng mà thời gian ở tù bao nhiêu thì giống như tôi nói là công tố viện không quan tâm. Họ chỉ cần kết tội thôi. Tại vì cái vụ án này không có nạn nhân. Do đó, việc kết án bao nhiêu năm đối với họ không quan trọng. Có điều là ảnh hưởng cái tư thế chính trị của ông Joe Biden sẽ lớn. Do đó thì nó sẽ quyết định là do cái vấn đề, cái vai trò và cái thân phận của Hunter Biden. Và thứ hai, nhân cái việc mà Hunter Biden đem tất cả những cái tiêu xài cá nhân claim vào thuế, bây giờ bị truy tố bởi sở thuế, thì tôi nhắc nhở những người trong cộng đồng Việt Nam chúng ta nên cẩn thận những chuyện này. Tại vì quý vị sẽ bị một cái bản án y chang giống như Hunter Biden nếu như mà quý vị xài bậy trong cái tiêu xài cá nhân claim vào thuế của business. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.